đến chính của ngươi, thiên chúa đặc nhất tấn dựng lên trời và đất. Ngươi hãy trèo lên đỉnh núi chúa, hãy ngước mắt lên đó từ chỗ ngươi đang đứng, hãy ngước mắt nhìn về phía bắc, phía nam, phía đông và phía tây. Tất cả miền đất ngươi đang thấy, ta sẽ cho ngươi và dòng dõi của ngươi mãi mãi. Ta sẽ làm cho dòng dõi ngươi nhiều như cát biển. Hãy rời bỏ xứ sở ngươi, rời bỏ nhà của cha ngươi và đi đến biển đất ta sẽ chỉ cho ngươi. Ta sẽ làm cho ngươi thành một dân lớn, sẽ chúc phúc cho ngươi và làm cho tên tuổi ngươi trở thành vĩ đại. Ta sẽ chúc phúc cho những ai chúc phúc ngươi và nguyền rủa những ai nguyền rủa ngươi. Nơi ngươi mọi dân tộc trên mặt đất sẽ được chúc phúc. Chúa sẽ cho con chẳng thấy con chiên ở đâu cả.
Chúa sẽ nói những điều đó. Có điều đó. Trên mặt đất sẽ được chúc phúc vì người đã bằng lời ta.